Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến anh chị cách sử dụng của sản phẩm ổn áp Liwa. Dạ vâng, trong video ngày hôm nay sẽ có anh kỹ thuật của siêu thị điện máy Ecomart sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị. Mời anh chị xem chi tiết video ạ. Trước mắt chúng ta đây là sản phẩm ổn áp Liwa. Đây là giải công suất 7500 kVA. Với giải điện áp vào là 50 đến 250 V. Phía dưới này là giải công suất là 15 kVA và điện áp vào cũng từ 50 đến 250 V. Em xin giới thiệu với anh chị về cách về các chức năng của sản phẩm này. Phía trên này đây là sản phẩm 7500 thì có bao gồm có đồng hồ V để đo điện áp đầu ra và điện áp đầu vào của sản phẩm. Bên dưới đây là một đồng hồ có thể đo được hai chỉ số điện áp. Ở dưới này là gạt công tắc sang bên trái. Bên trái sẽ là đo điện áp đầu ra và gạt sang bên phải là đo điện áp đầu vào. Thì anh chị sẽ biết được cái điện áp đầu vào của mình hiện tại là bao nhiêu vôn và điện áp đầu ra có kéo được lên là bao nhiêu vôn. Mục đích của cái đo này để cho anh chị biết được là điện áp đầu vào khi nào mà điện áp đầu vào cao tương đương với điện áp đầu ra, tức là đạt khoảng 220V, thì chúng ta không cần cho ổn áp chạy ở chế độ ổn áp mà chạy trực tiếp nguồn vào qua và sử dụng ngay. Bên cạnh đây là đồng hồ đo dòng điện, tức là đo được cái tải của nhà mình, gia đình nhà mình xem dùng được bao nhiêu ampe. Và đây là automat để hoạt động của đóng ngắt của ổn áp, cũng là automat để bảo vệ khi mà cái phía tải đằng sau quá tải hoặc là bị do chập cháy gì thì ổn áp sẽ tự động ngắt. Dưới này là đèn báo ổn áp khi hoạt động. Em mời anh chị ra phía sau để quan sát cái sản phẩm. Đây là cách đấu nối của sản phẩm. Anh chị quan sát ở phía sau sẽ có các cái vị trí đấu nối. Đây là vị trí đấu nối điện áp đầu vào, tức là nguồn điện vào nhà anh chị ạ. Anh chị sẽ đấu vào đây. Mình nới lỏng ra và có chúng ta sẽ kết nối vào hai cái đầu này, có ốc để vặn. Anh chị lưu ý là tất cả các cái đầu vào và đầu ra này đều phải kết nối rất là chắc chắn, bởi vì nếu mà mình kết nối không chắc chắn thì điện áp sẽ mô ve, sẽ gây ảnh hưởng đến sản phẩm cũng như các thiết bị của mình. Cho nên là khi kết nối đầu vào, anh chị siết chặt đầu vào. Và sau một thời gian sử dụng, quãng độ một tuần, anh chị nên siết tay lại, bởi vì khi đó thì cái đầu nối này có cái công suất chạy qua đó, nó sẽ làm cho dây đồng mềm ra và tiếp xúc nó cần sự siết chặt thì sẽ đảm bảo được ạ. Bên cạnh đây là các đường kết nối đầu ra, tức là điện áp ra khỏi ổn áp đấy ạ. Đây là điện áp đã được ổn áp rồi. Thì một là bên đây có cái chỉ số, đây là hai cột để kết nối điện áp ra là 110V. Và bên này là điện áp ra là 220V. Thế thì thường thì gia đình nhà mình sử dụng thì sẽ dùng điện áp 220V. Còn điện áp 110V là những cái thiết bị nội địa thì chúng ta sẽ dùng đây. Thế thì anh chị sẽ kết nối đầu này và bỏ đầu này. Điện áp đầu ra này cũng đòi hỏi là chúng ta kết nối rất chắc chắn và sau một tuần cũng siết lại để đảm bảo rằng là cái dây nối đồng nó đã có dòng điện chảy qua, nó mềm và nó kết nối nó tốt hơn, thì anh chị siết chặt lại. Thì đối với tất cả các thiết bị ổn áp thì đơn giản là giữa đầu vào và đầu ra thôi, cho nên là chỉ có kết nối đầu vào là điện vào và đầu ra là điện để sử dụng. Thì đấy là
cách kết nối của ổn áp. Dạ vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của siêu thị điện máy Ecomart. Mọi thông tin chi tiết anh chị cần tư vấn hướng dẫn và mua sản phẩm, anh chị có thể vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0243 965 6067, hoặc đến trực tiếp showroom của siêu thị điện máy Ecomart gồm Ecomart Đông Anh tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, hoặc Ecomart Mê Linh tại Thường Lệ Đại Thịnh Mê Linh. Dạ, rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video.